Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả trong phần trực tiếp truyền hình vào tin tức ngày thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan đến các công cuộc cứu nạn ở tại sườn núi tuyết ở nước Ý. Và cho đến ngày hôm nay họ nói rằng là có tất cả là 14 người thiệt mạng, tuy nhiên vẫn còn 15 người mất tích, chưa mang được thi thể bởi vì tuyết đã phủ lên khách sạn này cao đến 5 thước luôn, thưa quý vị. Như tuần rồi chúng ta đã thấy là cái do tuyết quá lớn và phủ đầy hết. Nhưng mà không sao, cái chuyện tình trạng tuyết phủ đầy trên các sườn núi khi mà cơn bão tuyết đi vào thì chuyện thường tình vẫn xảy ra. Ở tại Mỹ này chúng ta thấy Colorado, New York vân vân, kể cả Seattle nữa, chuyện rất là thường tình, nơi mà có những khu du lịch để mà đưa người lên đó trực tuyết. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là trong thời gian qua nước Ý xảy ra vụ động đất thường xuyên. Và một lần nữa, vào lúc mà tuyết ở trên phủ xuống đây, thì động đất đã xảy ra và tạo nên tình trạng tuyết lở. Thưa quý vị, khi mà tuyết lở thì cả một cái khối tuyết khổng lồ xuống và phủ đầy lên trên khách sạn này. Hậu quả là 29 người họ biết, 29 người thiệt mạng. Nhưng mà làm thế nào để mang các thi thể này ra? Trong nỗ lực cứu trợ thì rất là may mắn, ngoài người còn có những con chó cũng được cứu ra nữa, thưa quý vị. Họ nói rằng là có tất cả là 11, 12 người đã được cứu ra khỏi cái khách sạn này. Tuy nhiên, số người chết tính ra ngày hôm nay là 15, 14 người vẫn còn mất tích, tức là 29 người. Mới đây thì họ lôi ra được 9 thi thể. Điểm thứ nhì nữa là họ nói rằng tai nạn vừa xảy ra thì lại xảy đến cái tai nạn mà Thảo Yên vừa trình bày, là một chiếc trực thăng tìm cách cứu những người bị thương. Những người này vẫn trượt tuyết bên cạnh cái khách sạn đó và họ đã bị té, bị thương. Và chiếc trực thăng này tính đưa những người bị thương này vào trong bệnh viện thì rớt trên đường bay, khiến cho thêm 6 người thiệt mạng nữa trong ngày hôm nay. Và chuyện gì xảy ra? Họ nói rằng trước khi mà xảy ra cái trận động đất đó thì vài tiếng đồng hồ trước đó, bởi vì tuyết lớn quá cho nên họ sợ, nhiều người lo ngại đó là họ sẽ bị kẹt trong cái vùng tuyết này không ra được. Nhiều người họ cũng muốn rời khỏi khách sạn để đi vào xuống dưới chân đồi. Thì người quản trị của khách sạn đã gọi liên tục cho cơ quan cứu trợ, không thấy ai lên hết. Có thể là vì cái đường phố ở từ bên dưới đồi mà lên trên đồi đó khó, nhiều tuyết phủ quá rồi. Bây giờ lên xe lên không được. Và vì thế mà trực thăng lên thì không có ai mà bị thương, bị tử nạn hết. Thì không có lý do nào mà họ gửi trực thăng lên hết. Trực thăng chỉ lên trong trường hợp emergency, là có ai đó lên cơn chấn động tim, hoặc là có những người mà có khả năng bị thiệt mạng đó. Đằng này không có ai hết thì gửi lên làm gì? Hôm nay thì phe công tố ở Rome họ tuyên bố là họ sẽ mở cuộc điều tra để xem coi các cơ quan cứu nạn có bị ghép vào cái tội mà tắc trách hay không. Nghe người ta gọi lên mà không cứu. Và ngoài ra cũng có những câu chuyện rất là tội nghiệp, chẳng hạn như có một người đầu bếp đó, ông làm việc đã mệt mỏi rồi, nhưng mà sau đó thì nhà hàng họ mới gọi ông chủ tiệc ở khách sạn, cũng nói rằng có một người làm cũng phụ bếp luôn nữa, nhưng mà ở nhà ông ở xa quá, mà bây giờ từ ở dưới núi lên trên núi ông bị kẹt, ông không lên được, thì anh có thể, anh đừng về, anh có thể ở lại làm thêm một ca nữa hay không? Thì người đầu bếp này nói rằng bây giờ tôi về thì thiếu hụt người, bởi vì lúc đó ở bên trong khách sạn rất nhiều người cần có buổi tối ăn tối. Thế là ông quyết định ở lại
và ông ở lại và ông tử nạn bên trong khách sạn này luôn, thưa quý vị. Người ta vẫn tiếp tục và cho đến giờ phút này thì đã hơn 5 ngày trôi qua rồi, không còn cơ may nào để có thể tìm thêm những người sống sót bên trong khách sạn này. À, vâng, thưa quý vị, kể từ tháng Giêng năm 2016 thì Trung Quốc đã bãi bỏ cái chính sách là một gia đình chỉ được phép có một đứa con sau 35 năm áp dụng, cho phép giờ đây mỗi gia đình được quyền sinh hai đứa con. Và chỉ mới có một năm áp dụng cái chính sách mới này thôi mà giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đã bắt đầu hô hào là chính sách của họ đang rất là thành công. Thế nhưng rất nhiều chuyên gia họ lại nói cái điều ngược lại, là đang họ bắt đầu thấy được có những cái vấn đề mà chính quyền không giải quyết sau khi mà áp dụng cái chính sách hai con này. Thì thưa quý vị, giống như là nhiều quốc gia có cái tỷ lệ sinh thấp thì Trung Quốc lo ngại là số người già ngày càng nhiều ở đây sẽ không có người chăm sóc, và cũng như là sự khan hiếm của những công nhân trẻ, cộng thêm sự mất cân bằng giới tính khi mà tỷ lệ giới tính ở Trung Quốc là 117 bé trai trên 100 bé gái. Vì vậy mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc áp dụng cái chính sách hai con. Và theo như một cái cơ quan kế hoạch gia đình quốc gia gọi tắt là NHFPC thì họ cho biết là năm qua đã có đến 17.86 triệu em bé được sinh ra, tăng 7.9% so với trước đây. Thì cơ quan này nói rằng vào năm 2050, chính sách hai con được kỳ vọng là sẽ nâng thêm 30 triệu người trong độ tuổi lao động và làm giảm cái tốc độ lão hóa của quốc gia 2%. Thế nhưng rất nhiều chuyên gia ở ngay tại Trung Quốc thì cho rằng ăn mừng bây giờ là còn quá sớm, phải mất 20 năm mới biết được là cái chính sách này có thành công hay không. Và các chuyên gia họ lo ngại là hiện nay chính quyền bắt đầu kêu gọi mọi người là cứ sinh con đi, mà lại không có một cái chương trình thiết thực nào để đáp ứng những cái vấn đề về xã hội, y tế, giáo dục cho hàng chục triệu trẻ em sắp được sinh ra mỗi năm, cũng như là cái vấn đề chăm sóc nhu cầu của những người già tại đất nước này, thưa quý vị. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ tiếp tục nghe thêm về các bản tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump và những nỗ lực của ông bắt đầu vào ngày hôm qua, ngày đầu tiên làm việc với cương vị là Tổng thống. Ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã ký vào hai sắc lệnh Tổng thống Executive Action hoặc là Executive Orders để đẩy mạnh tiến trình xây dựng đường ống dẫn dầu mang tên là Keystone XL và Dakota Access Pipelines. Đường ống dẫn dầu này sẽ đưa dầu băng qua nhiều tiểu bang từ phía Bắc Canada xuống. Và đối với Đảng Cộng Hòa, không riêng gì với ông Trump cả, Đảng Cộng Hòa vẫn là đảng ủng hộ cho việc khai thác dầu hỏa và khoáng sản của Hoa Kỳ này. Trong khi đó thì Đảng Dân Chủ chống lại. Tổng thống Obama cũng đã sử dụng sắc lệnh để ngăn cản không cho việc phát triển đường ống dẫn dầu. Lý do lo ngại là sẽ tạo ra các mối hiểm họa và mưu sinh. Và chúng ta đã thấy đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống dữ dội lắm. Hiện nay đường ống dẫn dầu này đang bị đình trệ, thế nhưng với sắc lệnh mới thì khẽ khởi động lại trong tương lai. Và bởi vì ông Trump vẫn quan điểm chúng ta phải sản xuất dầu hỏa để tiếp tục là một cường quốc về dầu hỏa trên thế giới, ngăn chặn lại cái việc mà lệ thuộc vào dầu hỏa với nước ngoài, nhất là với khối vùng Trung Đông. Chúng ta trở lại ngay sau phần quảng cáo và đưa ra thêm các ảnh hưởng trong những cái sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump. Mời quý vị cùng theo dõi.